Chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi có mặt trên nhà vườn anh Duy, một nơi rất là nhiều phôi. Và bây giờ anh vừa nhập một cái phôi xanh Nam Điền rất to. Chào lại khán giả nào. Chào các bác. Rồi. Đây là một gốc phôi Nam Điền. Xanh Nam Điền. Hôm nay anh vừa cậu về. Rất to. Và cũng nghe nói rằng khi anh cậu về thì cũng đã có khách đến hỏi mua, và khả năng cây này sẽ cậu đi luôn. Và đây là cũng một cái phôi cũng Nam Điền nhá anh nhỉ, đúng không? Nam Điền đấy. Nam Điền vừa đánh về xong. Cũng khủng là gốc Nam Điền được như này. Gốc phôi Nam Điền hơn 2 mét. Vành nhá. Này trọng khá phải lâu rồi nhá. Chúng ta chuyển sang một gốc dối. Trọng sống rồi nhỉ. Dối. Cũng mới được nhập về. Chèm mạn. Gốc chèm mạn. Đúng không? Chắc nó bám vào đấy không? Như vậy là cây mới đánh về và tôi thấy anh ấy bôi thuốc. Đây là thuốc liền sẹo đó. Và chúng ta quay lại để ngắm ba tác phẩm dối khủng của anh Duy. Tôi đã từng quay video để đăng các bạn xem rồi. Đấy, anh được anh chia chắn rất là cẩn thận. Cây mới mang về. Với những cơn gió mùa này thì phải chia chắn như vậy. Và ảnh hưởng rất nhiều đến cây. Rất to.
sữa đẹp không? Ừ, cái này cũng được. Cái này cốt cái rất to. Bạn ấy so sánh là biết là cái ô tô phía xa kia là nó tương xứng như thế nào. Cái này trồng lâu chưa? Mới anh. Mới được nửa tháng. Ồ, đây. Cái này lên được 100 năm, 100 năm không ít. Theo như anh Duy nói là bà cụ 90 tuổi. Lúc đấy khi bà biết về cây này thì nó đã to bằng cái chum. Ừ, lúc đấy nó đã to vậy rồi. Và đến giờ bà 90 tuổi thì cây này phải tính vậy thì phải hơn 100 năm. Thì phải tầm đấy thì mới có gốc to này chứ thực chất rúi nó bị dập nó khó lên đúng không? Nó không dễ như các loại cây khác phát được. Nó nhìn cành nó bị dập nó lên chi chít lên này. Đồ, nhá. Cây này săn được cũng giỏi đấy. Này, đây là một cây rúi dáng siêu. Tôi đã quay rồi nhưng mà tôi vẫn muốn quay lại để chúng ta được ngắm lại một lần nữa. Cao đến 5 mét nhỉ? Hơn nhanh. Hơn 7 mét. 7 mét. Thân thì đẹp nhá. Cần nó cũng có cái độ chun độ của thời gian. Lại. Và đây là anh Duy các bạn nhá. Không biết anh đang đục cái gì đây. Ôi. Anh lại mới sưu tầm được một gốc ổi. Ổi này ổi ta chứ đây. Ổi ta. Ổi ta. Sau này định trồng cái thế hoành đi à? Anh trồng thế này luôn. Thế này à? To. Đây, để tôi đặt tay so sánh. Rất to. Cây này cũng nhiều tuổi rồi đấy. À, trồng được cái gốc hai mấy mà. Bao nhiêu cái lưỡi nan đây này. Xem này. À đây đây. Đấy. Các cụ chặt rồi. À vào loại, chui vào loại, nó để chui đây. Loại này có ngâm rượu được không? Cái này giang ăn ngon lắm đấy. Vì thấy nó cũng bán cái loại này. Lò này béo múp luôn. Loại gì đấy mà ngâm rượu cơ mà. À đúng rồi, nhà cho bìm bìm ăn. Anh được có hai con bìm nuôi đấy. Ôi. Đồ cổi. Đây là đồ nghề. Đồ có đơn giản thôi mà. Kiếm nhà lắm tiền đúng không? Nào đấy, kiếm nhà đâu. Vâng, có tí cháu phải làm nó cái clip riêng của nó. Giờ cây là không liên quan đến côn. Phải riêng nào. Cái gì ra cái đó. Đây này, hai con này bốn này. Mà nó gọi lại, nó lên vừa giẫm một con này. Loại ni thì kìm nó không nằm ở cây đi. Cam lên với lâu chưa bác? Nó gọi này có tương lai đấy nhờ. Nó thấy nó cũng yếu điệu. Có tương lai không? Yếu điệu nhờ.
À. Nhưng mà có nhiều cây không anh? Hay là cũng này ở trong Đà Lạt. Đây là một số cây bonsai của anh đang trong quá trình tạo tác. Đấy, các bạn đã xem video của tôi rồi thì sẽ thấy những cây này. Tôi sẽ quay. Đây là cây gì đây anh? Cây si anh? À, đây là một gốc si. Nhìn cũng ác chín đấy nhờ. Gốc xì rất là đẹp. Đây, các bạn thấy tầm này rất tiểu điệu, rất là hầm hố. Tôi sẽ quay bốn mặt để các bạn xem. Tôi rất thích gốc si này, một cây si đỗ. Đây là cái gì anh nhỉ? Cái túc à? Túc xong rồi cái quả này nhỉ? Đây phải cây túc không anh? Anh Duy ơi. Đâu? Đây. Gì? Ờ, cái đấy không biết người ta gọi là cái gì, gọi là cái gừa. 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 À. Cái đấy anh nó về với anh là 594 đấy. Gừa. Nhà mình có. Kinh nhờ. Nhưng mà nó không có quả. Em quay kỹ gốc nó đẹp lắm đó. Nhà mình có cây gừa nhưng mà không có ra quả. Cái này ra quả hai này. Nhưng mà nó là nói chung có nơi gọi là cái túc, nơi gọi là cái gì? À, sùng túc đấy, đúng không? Cái này thì bệ dài. Em quay cái mặt phía này này nó u tế quá nhiều này. Cái này lúc 594 anh mua nó đã to rồi coi. Nó to này. Cái này quả này. Quả. Không biết này nó khác là cái gì gừa. Nhưng mà nhà em có cây này gọi là cây gừa. Cây gừa mà sống núi đá là nhiều đúng không? Ở trên núi đá mà. Trên núi đá. Ý định của anh định tạo tác cây này cái chi mà em thấy anh để cây bonsai tự nhiên thôi mà. Ngày trước này đây nó có một thân đây này này nhưng nó xấu lắm. À. Bây giờ anh đang chém thì anh lấy ngọn lại. Cái cảnh làm cho ngọn lên này. Làm cho cái tổng bóng cây nó lùn. Không bộ gốc trông thế mà nhiều năm lắm. Già rồi. Già. Lúc tới 594 cái lúc đấy anh là còn bé mà mẹ cho đi tiền đi mua mua đồng hồ, mua dép gì đấy là đi mua cây. Cây này là điểm là nó bật ngay lắm, bật khỏe lắm. Cây này giờ có bán không? À, cái thời điểm này thì cái này á. Cái này chưa giao lưu. Nó có cái hai cái là nó rụng hết lá luôn, sau nó bật lọc một cái là đổ chót luôn, đẹp. À. Này bật khỏe lắm. Bật... Nhưng mà nó phải nhiều nước, nó ít nước là nó hay bị bỏ cả. Nó như kiểu sung. Cái đấy ngâm nước được là tốt. Rất nhiều phôi các bạn. Các bạn mua phôi thì hãy đến nhà anh Duy đây nhá. À, tôi sẽ kết thúc video ở đây.